ta, miệng chúng ta bằng lòng để cho Chúa sử dụng cuộc đời này, miệng chúng ta bằng lòng để có thể nói với Chúa khi Chúa gọi có con đây, thì Chúa có cách của Chúa, có chỗ của Chúa cho chúng ta ở nhà của Chúa. Người đang giống như là dân Israel đang đi trên đồng vắng á, đang đi lạc. Chúa gọi em lên đây, những bài học em được học trong đây giống như là đang cho em để bây giờ em suy nghĩ lại và em có thể chuyển hướng cuộc sống của mình để sang một chuyển hướng mới. Sau cái kỳ trại này thì bản thân em rút ra một bài học là sẽ tin cậy vâng lời Chúa hơn và trung thành với công việc giờ mình đang làm, sẽ rao giảng tin lành với lại cho tất cả mọi người đều biết đến Chúa. Trong khi trải qua thì điều mà em thấy Chúa nhắc nhở với em điều nhất là tức là bố mẹ em cũng là gia đình tin kính, bố em là mục sư, nhưng mà hồi xưa thì em cảm nhận là em chỉ là hình thức của em đi lễ thôi, nhưng mà em chưa thực sự là tin Chúa một cách riêng biệt. Từ đến ngày hôm nay em đi trại rồi, em cảm nhận rõ là tình yêu thương của Ngài đến với mình thật sự, tức là mình một lòng mình xác nhận được đức tin của mình với Chúa và thực sự là mình tin Chúa như thế nào. Thường ngày thì đi lễ chỉ là giống làm việc một cái sự đi hội thánh bình thường thôi, chứ không có việc phải là sau này như thế nào suy nghĩ sâu xa. Nhưng bây giờ em đã có một suy nghĩ riêng về những vấn đề đó, và nghĩ là sau này em sẽ về nhà, em sẽ đọc lại trật tự của đời sống mình rõ hơn để có một ý nghĩa tốt đẹp dành cho Chúa. Và em thấy những tiền nhân họ mang đến rất nhiều rồi, và bọn em là người trẻ thì phải làm sao và làm gì cho tương lai, đó là vấn đề của bọn em.